Hello, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với tựa game Lục Giới Phong Thần nhé. Và ngày hôm nay thì mình đã cày chay sang đến ngày thứ 3 rồi. Thì mình đã đổi hai con tướng, một con tướng SS và một con tướng SSS. Thế là tự nhiên nó ra luôn nữ oa với cả viêm đế. Thì mình sẽ xoay team luôn trong ngày hôm nay anh em nhé. Tầm này thì mình sẽ không mua cái vé quay nữa. Em nữ oa mình thấy là đánh vào em có tấn công cao nhất. Tuy nhiên là đi leo tháp thì thông thường là bọn nó sẽ build đều hết mà. Máu biết của boss nó sẽ đều. Còn đâu đi đánh đấm PK thì anh em mới là build lệch vào một con thì nó sẽ có lợi hơn ấy. Rồi, ok, tầm này có mỗi tăng sao là dễ thôi chứ còn tăng bậc thì hơi khó. Bởi vì nữ oa làm gì có phôi trùng đâu mà tăng bậc anh em. Nên là cố gắng là all in và tăng sao thôi anh em ạ. Được mấy cái bậc nữa lên ấy thì lực chiến nó sẽ nhiều hơn. Nhưng không sao. Mình hy vọng rằng là với cái tư chất gọi là SSS thì nó sẽ vẫn có lợi hơn. Tiếp tục là có viêm đế. Viêm đế thì là một em tướng cực kỳ là quan trọng trong cái team nhân anh em nhé. Bởi vì với cái hiệu ứng của nó thì team nhân nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Bây giờ cái tổng nhân của mình mà ra thêm em trúc dung nữa thì thôi, ngon lành cảnh đào luôn anh em ạ. Rồi để mình xem ghép còn cái trang bị nào không. Ghép nhanh luôn. Nếu như trang bị được thêm có đồ ngon hơn thì càng tốt. Trận pháp này, bây giờ mình sẽ ấn ra trận nhanh luôn. Oa đam khá là ổn mà, đam đơn khá ổn luôn anh em. Nhưng mà lực chiến bị thấp đi khá đáng kể do là mình chưa nâng cấp được hết. Bây giờ mình có 715.000 thôi. Trong khi đó ngày hôm qua thì mình đã lên được hơn 800k điểm lực chiến rồi cơ. Rồi bây giờ mình sẽ xem là có cần em nào cần phải kích duyên ở trong mục thị tòng trợ trận này hay không. Anh Chiêu, Hoàng Đế, Huyền Đô, Khương Tử Nha, Giao Cơ không có này, Phục Hy không có luôn. Ủa ấy, càng thế. Tiếp tục là mình sẽ nâng bậc thôi. Cứ mấy con này mình fan thôi. Chả có vấn đề gì cả. Mới tội là không có tướng trùng để nâng lên thôi anh em ạ. Xác nhận luôn này. Ok luôn. Đấy, cần thiếu nhiều phôi trùng ghê chưa. Tiếp tục là Sivu. Mở thêm đống cái thiên mệnh nữa. Rồi, đống cái thiên mệnh cam khá là ngon. Ok, tổng cộng là đã build xong tộc nhông. Người tuyết thì mình không cần lắm. Mình sẽ ra em nào nhỉ? Khương Tử Nha trong tộc nhân cũng được này. Khương Tử Nha đây. Lại người tuyết. Phải nồi hôm nay trời lạnh như sao mà cứ ra người tuyết hoài vậy. Em gì đó khác đi. Trời ơi, lại câu Trần Đại Đế. Sao cứ tộc tiên ấy nhỉ? Tứ may mắn thì toàn tộc tiên vậy. Rồi luôn, lại người tuyết. Ảo vậy. Bây giờ mình còn em kế mông mình sẽ thay nốt. Bởi vì mình đã chuyển sang team nhân rồi mà. Có 100 điểm hy vọng ra con gì đó ngon ngon tí. Phải nồi Dương Tiễn này. Dương Tiễn thì thôi anh em ạ. Rồi ok, mình sẽ đổi lại lần nữa này. Hy vọng ra một tướng gì đó là tộc nhân. Trời đất ơi, chấn nguyên tử luôn ạ. Thôi bỏ. Ok, để bây giờ mình sẽ đi thử cái thông thiên tháp này xem có vượt được chưa. Ngày hôm qua đang bị kẹt ở đây này anh em này. Khiêu chiến luôn, múc luôn anh em ơi. Không biết là có qua nổi không nữa này. Qua được thật anh em ạ. Ổn hơn đấy. Chứng tỏ là cái tư chất tướng SSS nó vẫn cứ gọi là ghê gớm nhá. Sau khi mình thay sang tộc nhân cái đi vượt tháp ổn luôn này. Mặc dù lực chiến có thấp hơn một tí tẹo nhá. Hay này. Bởi vì là cái chất tướng SSS nó cực kỳ là ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Được. Hợp lý. Đó thì bước sang ngày thứ 3. Khi mà chúng ta đã chiêu mộ được khá là nhiều rồi. Và chúng ta dùng cái tính năng thay tướng ấy. Thì anh em có thể xoay tướng nhá. Bởi vì là cái tư chất tướng SSS nó vẫn khác bọt lắm anh em ạ. Ok. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ nhá. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.